Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang ở đây là ở trong một con hẻm thuộc phường 12, đường Chi Năng, thành phố Vũng Tàu. Một cái lô đất này rất là vuông vức, tôi muốn giới thiệu cho quý vị. Diện tích nó là 1.200 m², giá đang chào bán là 6 triệu một mét. Chiều ngang mặt đường này là 3 m nhé, đường đi chung 3 m. Thì đất ở đây là đất phủ hồng hết quý vị nhé, phủ hồng. Và theo quy hoạch 2020 thì nó có một cái con đường ở phía cuối đất này này, lấy vào đất của mình một chút xíu thôi. Để thẳng qua đây, đất rất là đẹp. Tức là mai này kia đây sẽ là một cái khu bản cờ. Còn quy hoạch 2030 ấy, thì nó lại lấy một cái con đường nó lại chạy chéo qua đất ở đây, nên là cũng không biết được là thế nào. Bởi vì 2030 nó mới là dự thảo thôi. Đấy thì không biết là thế nào. Nhưng mà đất ở đây thì là quy hoạch là đất ở và xây dựng biệt thự vườn. Xây dựng biệt thự vườn nhưng mà làm theo dự án quý vị nhá. Đấy, thì một lô đất này đã xây tường bao tất cả các thứ rồi, rất là vuông vức luôn quý vị ạ, thấy không? Sâu 30 m, chiều ngang là 40 m. Chiều ngang 40 m. 1.200 m². Đất thì xung quanh đây là người ta mới san lấp thôi. Còn lúc trước nó là bãi sú vẹt đây này. Đường này thì có thể hiện trên sổ nhé. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ chúng tôi sẽ gửi sổ sách các thứ đàng hoàng hết tất cả các thứ. Rất là vuông vức. Và chạy thẳng cái hẻm này ra là ra đường Chi Lăng. Thì hiện trạng bây giờ nó cũng khu này chưa có người ở nên là đường xá thì nó như thế này. Chỗ này thì gần với lại cái nhà thờ Hải Đăng quý vị nhé. Đây cái phần đằng này nó đây quý vị nhé, đã xây tường bao xung quanh hết rồi. Đó, rất là thẳng thẳng luôn. Đấy, phải đất như này. Đây giờ mình đi ra ngoài. Đấy, đường xá này. Thì cái khu vực này thì thành phố là có dự tính là quy hoạch đất ở và kêu gọi đầu tư khu vực này làm dự án đó. Đấy là quy hoạch nó là như vậy, còn chưa biết ai làm và không biết con làm được không. Đấy, cái đấy là không biết. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi nhé. Quy hoạch đất ở thẳng đây là ra đường Chi Lăng, giáo xứ Hải Đăng thì ở phía bên tay trái đây này. Đấy, cỏ rất tốt nha. Đây quý vị này, giáo xứ Hải Đăng đây này. Thấy sơ bộ quý vị biết như vậy, tại từ đây ra đường kia cũng còn khoảng 200 m nữa. Nên là thôi, chúng tôi tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.